Thủy Thóc, hot girl siêu vòng 1 cạch mặt Hoàng Thùy Linh bị tố giật chồng Phan Như Thảo giờ ra sao? Trong dàn hot girl thế hệ F1, Thủy Thóc, tên thật Huỳnh Minh Thủy, được coi là người dẫn đầu trào lưu sexy girl tại Việt Nam. Dù hiện tại đã dừng ca hát lẫn đóng phim để làm nhà sản xuất cũng như kinh doanh, nhưng sự quan tâm của khán giả dành cho hot girl ngực khủng một thời này chưa hề giảm sút. Gia thế của hot girl Thủy Thóc. Thủy Thóc sinh năm 1989, là con gái út trong gia đình, có bố là một phó giáo sư tiến sĩ giảng viên của Đại học Xây dựng Hà Nội. Mẹ cô cũng công tác trong lĩnh vực sư phạm. Chị gái của Thủy Thóc có bằng thạc sĩ kinh doanh. Dù giàu có, nhưng Thủy Thóc chưa bao giờ khoe khoang về vị thế của gia đình mình. Theo cô, giá trị con người sẽ bị thấp kém đi nếu cố tình khoe mẽ về bản thân. Không tiếp nối truyền thống kinh doanh của gia đình, Thủy Thóc lựa chọn con đường nghệ thuật. Cô bước chân vào showbiz với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, ca sĩ và xây dựng hình tượng một nữ nghệ sĩ nóng bỏng, quyến rũ. Khi sự nghiệp đang trên đà thành công, cô quyết định sang Mỹ du học về ngành truyền thông ở trường St. Francis College, New York. Vào cuối năm 2014, sau 4 năm học tập, cô tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Hiện người đẹp đang đảm nhận chức vụ tổng biên tập Editor-in-Chief của kênh truyền hình Fashion TV Việt Nam. Suy sụp khi chia tay bạn trai Tây yêu 5 năm. Năm 2018, Thủy Thóc thừa nhận đã chia tay bạn trai Tây sau 5 năm mặn nồng. Mối tình rạn nứt khiến người đẹp suy sụp tinh thần, đau khổ khá nhiều. Song thay vì mãi chôn vùi vào nỗi đau, Thủy Thóc mạnh mẽ đứng dậy và thay đổi bản thân. Lý do khiến tình cảm đổ vỡ, Thủy Thóc vẫn muốn giữ bí mật. Nhắc về tình cũ, cô gọi bằng cụm từ hết duyên. Đang hot girl bộc bạch, cô và bạn trai Tây từng tính đến chuyện kết hôn trước khi mối tình kết thúc, song không ai biết trước được chữ ngờ. Theo Thủy Thóc, chuyện hôn nhân và những đứa trẻ là bức tranh rất đẹp mà người phụ nữ nào cũng mơ tới. Vốn được gia đình bao bọc, yêu thương, nên việc Thủy Thóc vượt qua biến cố tình cảm là điều không hề dễ dàng. Sau những biến cố trong cuộc sống, Thủy Thóc cho biết cô không còn thuộc về giới showbiz. Cô thừa nhận đã ngán ngẩm trước những hào nhoáng, ồn ào thị phi trong giới giải trí, bởi những điều ấy hiện tại không còn quá quan trọng với cô. Cạch mặt Hoàng Thùy Linh tận 10 năm. Hoàng Thùy Linh và Thủy Thóc từng là đôi bạn cực thân thiết. Khi Vàng Anh dính scandal lộ clip nóng, Thủy Thóc chính là một trong những người bạn thân hiếm hoi còn ở bên cạnh cô. Khi mối quan hệ dần trở nên xa cách, tôi đã có lần từng ôn Thủy và nói, tao cần mày, tao chấp nhận hết những chuyện mày đã làm với tao. Kể cả những gì người ta nói mày làm với tao mà tao không biết, nhưng tao vẫn cần mày, mày đừng bỏ tao. Vậy mà Thủy vẫn bỏ đi, đó là những lời tâm sự Hoàng Thùy Linh viết trong cuốn tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng. Hoàng Thùy Linh cũng nhắc đến lý do xảy ra hiềm khích với Thủy Thóc trong tự truyện. Theo đó, vì hai người cùng muốn bước vào con đường ca hát, nhưng Linh chỉ lao đầu vào thực hiện giấc mơ của mình, tâm sự cùng bản thân những ấp ủ và mong muốn của bản thân, nhưng lại quên mất không quan tâm đến hoài bão của bạn. Mãi cho đến khi Hoàng Thùy Linh nhận ra rằng Thủy Thóc cũng muốn làm ca sĩ, thì mối quan hệ của cả hai đã nhạt dần và không còn có thể cứu vãn được nữa. Thủy Thóc xem Hoàng Thùy Linh là một đối thủ chứ không phải bạn của mình trên con đường mà cả hai cùng chọn. Đỉnh điểm, Thủy Thóc trả lời phỏng vấn báo chí rằng, suy nghĩ rất lâu mới quyết định trả lời phỏng vấn về vấn đề này. Chắc nhiều người sẽ sốc khi tôi quyết định trả lời, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, dù bạn có diễn sâu đến đâu, và sự thật cần phải được phơi bày. Từng là chị em thân thiết, đi đâu cũng có nhau, một ngày đẹp trời, tôi bị phản bội. Vì phản bội đó, tôi không tiện nói tại đây, tôi sốc, không thể tin nổi và suy sụp. Hàng nghìn câu hỏi tại sao, tôi chấp nhận, tôi sai, tôi tin nhầm, tôi ghét sự giả tạo, giả vờ ngọt ngào rồi đâm sau lưng. Tôi không chơi với Hoàng Thùy Linh nữa. Vướng scandal giật chồng Phan Như Thảo. Tháng 5 năm 2021, Phan Như Thảo vừa đăng đàn thể hiện sự bức xúc vì cho rằng cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, vợ cũ của chồng, liên tục có những hành động xúc phạm tới vợ chồng cô. Cô thấy trong cuộc trò chuyện với một người bạn, Ngọc Thúy bị nghi ngờ đã gọi Phan Như Thảo là heo và tố đại gia Đức An có mối quan hệ mờ ám với cả Thủy Thóc. Ngay sau đó, Phan Như Thảo đã lên tiếng đính chính, minh oan cho Thủy Thóc. Sau sự việc, Thủy Thóc vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thoải mái với vợ chồng Phan Như Thảo như trước. Nhan sắc bất tử ở tuổi U35. Mới đây, cựu hot girl đã khiến dân tình phải trầm trồ khi khoe trình hết tuổi đỉnh cao của mình. Trong đó, Thủy Thóc tiết lộ trong thời gian nghỉ dịch vừa qua, cô đã kịp trang bị thêm cho mình một kỹ năng hoàn toàn mới, đó là vẽ tranh. Bỏ qua việc Thủy Thóc vẻ đẹp ra sao, thứ netizen thực sự quan tâm là gương mặt xinh đẹp và trẻ trung bất chấp của nàng hot girl. Thủy Thóc sinh năm 1989, nghĩa là năm nay 32 tuổi, nhưng hình ảnh mà xem, người ta hoàn toàn chẳng nhìn ra chút dấu vết thời gian nào trên gương mặt cô cả. Không chỉ nhan sắc, phong cách ăn mặc, tóc tai của CEO quyến rũ này cũng chẳng có gì thua kém lớp trẻ bây giờ. Bên dưới loạt ảnh của Thủy Thóc, phần lớn netizen cũng đồng tình với quan điểm cựu hot girl xứng đáng đứng trong top đầu danh sách các chị đẹp giỏi hot tuổi nhất bên cạnh những cái tên khác như Huyền Baby, Mi Vân. Có thể thấy rằng, tuy từng nổi tiếng với nhiều thị phi, nhưng giờ đây Thủy Thóc trông đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Nữ chủ tịch còn cho biết rất chăm sóc ngoại hình của mình để ngày càng xinh đẹp hơn trong mắt công chúng dù đã ở tuổi 32.